Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với các tin tức trong nước chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm. Hôm qua, một số ngân hàng đã có những động thái đầu tiên trong việc giảm lãi suất để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo đó, đã có ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,2 đến 0,3% một năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5 đến 2% một năm và ngay sau đó, các tổ chức tín dụng cũng đưa ra nhiều gói cho vay lãi suất thấp. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã giảm về 8,6% một năm, tức là giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Ngoài giảm lãi cho các khoản vay mới, một số ngân hàng cũng đang cố gắng cân đối để giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hữu, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 6 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 56.000 tấn hạt điều với trị giá đạt 325 triệu đô la Mỹ, tăng 20,2% về lượng và 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 276.000 tấn hạt điều với 1,61 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 10,5% và 7,7% so cùng kỳ năm trước. Như vậy, hạt điều là một trong bốn mặt hàng nông sản cùng với rau quả, gạo và cà phê có kim ngạch xuất khẩu đạt trị giá từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên trong nửa đầu năm nay. Năm 2023, Hiệp hội Điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu hạt điều đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 30 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm nay, ngành điều đã hoàn thành 51% kế hoạch xuất khẩu năm đã đề ra. Dù vậy, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng ngành điều toàn cầu tiếp tục còn gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ điều nhân toàn cầu ảm đạm kéo dài. Hôm nay là ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới 15 tháng 7. Chủ đề năm nay là nâng tầm kỹ năng cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên về một tương lai chuyển đổi. Hưởng ứng ngày này, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã tham mưu cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội một số chính sách nhằm nâng tầm cho người lao động nói chung, cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên nói riêng, như tăng cường năng lực hệ thống đánh giá công nhận, cấp chứng chỉ nghề quốc gia, phát triển kỹ năng nghề cho lực lượng lao động với định hướng kết nối xuyên suốt từ giáo dục phổ thông, giáo dục sau phổ thông, trước và trong quá trình tham gia thị trường lao động gắn với nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động, chú trọng kỹ năng số, kỹ năng xanh trong lực lượng lao động. Xây dựng bộ chỉ số về phát triển kỹ năng nghề cho lực lượng lao động, đẩy mạnh thi kỹ năng nghề các cấp. Với chủ đề Tuổi trẻ kiều bào đồng hành vươn tới tương lai, Trại hè Việt Nam năm nay dự kiến diễn ra từ 18 tháng 7 đến 2 tháng 8 tại 10 địa phương gồm Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Trong đó, lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội và lễ bế mạc sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Trại hè Việt Nam năm nay có sự tham gia của gần 120 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, trở về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm tham quan tìm hiểu văn hóa lịch sử, truyền thống dân tộc, các hoạt động tri ân tưởng niệm, tọa đàm giao lưu kết nối với thanh niên trong nước. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, xe máy được phép chở 3 người trong các trường hợp sau. Người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 14 tuổi và người già yếu hoặc người khuyết tật. Như vậy, so với luật hiện hành, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung thêm một trường hợp được chở ba là người già yếu, người khuyết tật. Cạnh đó, dự thảo luật quy định người lái xe máy không được dùng xe mình đang chạy để kéo, đẩy xe khác, dẫn dắt vật nuôi, chở vật cồng kềnh, chở người đứng trên xe, sử dụng chân chống hoặc vật khác quẹt xuống đường khi xe đang chạy. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.